Hello. Hello mọi người. Lô. Hello Tuấn Kiệt nha, hello em. Ủa, mọi người nghe mic rõ không mọi người? Chào Phúc nha. Và với con vợ Tú đi anh, con vợ điên lên luôn à. Tú à, đi Shutter à. Hôm nay tôi khỏe lắm, mấy con vợ nó chịu nổi đâu. Hai vui về nhì, hello Minh Chương nha. Chào Alessandro nha, hello em. Hôm nay tôi có máy này nè, mấy ông chơi với tôi không? Hôm nay tự nhiên cái người nó khỏe hẳn. Sáng giờ mệt mỏi trong người quá. Mày đá cho mấy cứ Genji tới công chuyện luôn. Phải đá cho mấy con vợ nó hiểu vấn đề luôn mà. Mới hiểu chứ. Hôm nay tôi có máy này thôi mấy anh em ơi. Em ơi, có cái này chơi thôi, anh em có anh em nào muốn va không? Hello Bubble nha.
Hỗ trợ định hướng 3 là gì thế nhỉ? Đội này là đội gặp đội EBS 20 tỷ của tôi tắt điện. Không, quả EBS, EBS đó là đội nó hơi bị xịn đấy bạn ơi. Nó bị xịn điên luôn đấy. Chào bác sĩ, nay có chữa bệnh không? À, hôm nay chữa bệnh hay là chết đặt bảo đăng? Em muốn như nào? Chết đặt thì được không? Hôm nay chết đặt đi. Tiện tay chết đặt cho anh em tí nhá. Hôm nay có qua quả đội hình, có ai muốn qua không? Anh đã chưa hay ý kiến thì va, không không dám ý kiến ạ. Chưa hay thì chưa hay chứ sao bây giờ. Mazagas thua 100% chắc chưa, còn bây giờ tôi thắng hay như nào, mấy ông thấy như nào, tôi thắng hay như nào, tôi thắng hay như nào đây, vẫn có quả chiến thuật tôi chỉnh mà. Quả chiến thuật Benzema này chúng ta để qua Benzema đâu nhờ, để Seva đi nhìn cho nó đáng sợ. Bên đây Gullit ở đây. Quả Kevin này à, Kevin này chúng ta cho ba lắc TM đứng đây đi, nhìn cho nó đáng sợ không? Đó, nhìn đáng sợ vãi nồi luôn. Phải bớt bằng vết khâm trời. Nhìn có đáng sợ chưa? Nhìn quả CB thua 100%. Anh này là ai mà tự nhiên xin vậy mọi người? Mọi người có thể cho ưng biết anh này là ai không? Một win 100 một lít. Ok Khải ơi, nhưng mà chỉ có một win là hình như đá được có một trận mà. Hình như đá được một trận thôi. Không mà chúng ta làm quả fan Real một hôm đi nhờ. Làm quả fan Real một hôm đi. Chỉ như thật là để trải nghiệm quả đội hình nhà ra. Beo à. Ôi má ơi. Hôm nay là một quả hơn một hôm fan Brian. Ok. Bởi em đâu còn gì để chết đâu, chỉ đợi bác sĩ tới thái khám thôi. Ok, quá đang ơi, chứ có lẽ một tí đi nhờ, một tí đi, tí tối, tí trễ muộn tí được không? Em muốn như nào? Nó đang trải nghiệm nít rồi. Làm nhẹ tiếng thực 4-1-2-3 đi. 4-2-1-3 chứ lộn chứ. 4-2-1-3. À, giật cánh. Ok. Trung tâm mọi đợt tấn công. Anh Tuấn nhìn quen lắm, vậy ở đâu à? Bữa nay quay lại việc à? Không phải, hôm bữa đang làm content chưa chưa kết kết thúc content mà bị úp nguội, cúp nguồn anh em ơi, cúp điện vãi luôn đấy chứ, hôm bữa cúp điện. Ok, đá một tí vài trận, làm vài trận Real Madrid thử nhá anh em. Ồ, cái quả fan Real nó biết tôi là fan Real rồi mà. Hôm nay xin phép là quả fan Real chương chính. Anh nhớ em không? Sau đấy Hải ơi, nhớ mà.
Có mọi người quên tôi đó chứ tôi không có nhau mọi người mà. Hello Bình nha, hello anh em mới vô nha. Em tưởng anh phanh mu đâu, tôi không phải phanh mu. Tí hay mai đều được bác sĩ ơi, chúc em có việc rồi. Vậy mai đi bảo đăng nha, mai đi bảo đăng ơi. Ui, hồi nãy giờ chưa thấy ai mở quát cho mình hết nhờ. Hôm nay nhạt nhẽo thế. Anh này là KT is John Covid. Cái gì mà John, có John đâu. Này nha, quá này nha anh em nha. Cái quả lim này nè, thật sự phong độ 6 giờ cũng không ảnh hưởng gì đâu. Chúng ta thử một tí nhá. Thử một tí, ạc này phải lên lớp một găng chứ, ạc này mà sao nằm ở dưới thách đấu được, ạc này phải lên đấy. Nghe nói ngày mai anh bị thành đẹp cho set tennis hả anh Búi? Bậy rồi. Ui, gặp quả mưng gì luôn kìa. Thể hiện luôn, quá này thể hiện luôn. Cho biết luôn. Đội nào mạnh hơn được chưa anh em? Làm sao mà có ai ở FCO này có thể đánh tennis được tôi, mấy ông cứ đùa. Tôi không đánh người ta thì thôi chứ, đúng không nè? Ê, mừng gì? Hôm nay biết đang cầm quả gì không? Hôm nay biết đang cầm quả gì không? Chớ chớ bên bên ui phải nào chùi không bên nè. Rồi, hình như cái chỉnh cái nó chỉnh được, chỉnh như thật hơi sai sai rồi, chỉnh được hơi sai sai rồi, hết chừng phải vào chỉnh lại rồi. Mấy cái quả mừng này đã ghê vậy. Ai chà, super siêu sao à? Tem có điểm yếu là tốn tiền hả? Đâu có tốn tiền đâu, đâu có tốn tiền đâu. Bật cái thủ theo hướng bóng cái đi nhờ. Một không anh em ơi, một không, một không, một không, một không, một không mà đấy, thấy bóng này biết một không mà đấy. Thủ làm sao được? Thủ làm sao được? Được chưa? Đó là nó gọi trước rồi, thủ làm sao được. Ý e quá thầy. Hello anh em mới vô nha. Anh em xem có bị lắc không anh em? Không có thấy các bạn mẹo nó hơi giật giật, anh em xem có bị lắc không? Bui tem chưa ông già? Tôi bui rồi Nam ơi, tôi bui lúc sáng rồi mà, lúc sáng Nam không có xem mà. Đua xe. Trời anh ơi, tôi cầm PS5 vào game nó bị loạn nút, có cách nào tải mà nút không bị không? Có đấy nhưng mà lâu quá tôi không đấy. PS5 cái tôi quên mất tiêu cái đó rồi ta. Hình như là tải cái gì nè ta, tôi nhớ cái Lucianid, tải cái Lucianid đấy. Lâu quá không đá PS5 quên mất. Đúng rồi, tải Lucianid anh em. Ồ, hôm nay weekend nó có bị hư không ta? Sao nãy giờ nghe thêm im thinh thích vậy ta? Hôm nay weekend không biết có bị hư không nhỉ? Có anh em nào chết giùm tôi quả này khác được không? Mắt trận vào chết cái. Không có nghe được cái gì hết nhỉ? Mồ mè vô bổ người ta đã vào, một kêu mồ mè gì thế? Người ta đã vào mà mấy ông.
nè, quả này nè, một quả phạt góc thế giới, được chưa? Một quả phạt góc thế giới. Nói gì về quả này đi. Ủa không ai donate chứ không bị hư hả? À thế à. Nghe buồn thế nhờ. Một quả phạt góc thế giới mà. Thôi mà cho mấy quả quỷ đỏ này hiểu vấn đề mà. Mấy cái quả mưng mà đi theo bài đèn á, hiểu mệt đấy tôi lắm, mệt đấy tôi lắm, yên tâm. Tôi xin lỗi, tôi sai, tôi chơi bác sĩ màu mè. Sai thì phải làm sao đấy chứ, sai thì phải làm sao đấy. Phải phạt quá, chắc phải phạt quá. Mong nhé. Lâu quá không stream tối đấy nên nhiều anh em không biết là hôm nay stream đấy anh em, lâu quá tôi cũng, nếu mình suy nghĩ là cũng hình như là cũng lâu rồi nhờ, chưa stream buổi tối. Từ lúc mà FVBL đã vòng chung kết tới giờ thì phải. Ờ đúng rồi, đúng rồi. Đu bu quá. The official ad indicated at least 3 minutes of added time. Chơi. Anh vừa đá vừa hướng dẫn đi à? Ok nha, ok đã được đấy, cái đó được đấy. Qua này nha, đội bạn sẽ phá bóng, anh em cứ đợi đây, file qua rồi, file rồi đá, ok chưa? Rồi bây giờ trước khi đầu tiên chúng ta giao bóng bắt C, muốn thể hiện được cái độ kỹ thuật của chúng ta thì nên làm quả chiêu này được chưa? Ok, được rồi, gọi đó là màu mè vô bổ đấy. Ship tới lùi lùi là ra được cái quả chiêu đó được chưa? Tôi muốn xem bặm môi ác được chứ. Không, bặm môi là tôi hủy diệt mấy con vợ này mất. Tôi bặm môi tôi đó ghê lắm, đừng cho tôi bặm môi mà. Vô rồi. Má ơi, gạch bèo đá ghê vậy ta. Có gạch bèo kìa. Quả đấy anh em cứ đảo bóng qua và ZD thôi, nếu mà chúng ta có quả bèo. Mì xào bò đã cứu lò nước 10.000 đồng. Ui. Ghê vậy sao? Mì xào bò luôn kìa. Cảm ơn mì xào bò nha. Ui cái quả này phải anh chính chủ không vậy? Ghê lắm nha, quả này ghê lắm nha, phải anh chính chủ không vậy ta? Ui anh Liêm cũng sáu à. Ui cái quả mừng mừng này, cái quả mừng này cũng xịn điên đấy chứ, anh Liêm cũng sáu cơ. Lúc soi mất con táp. Ui quả bên này cũng xịn điên đấy chứ, mấy không kịp không, kịp không. Edin Hazard xa 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 xa. Ok chết tôi rồi. Garnacho, nhìn cái lưng cái. Nhìn cái lưng cái rồi, ok. Em mở bát rồi đó nha, mới nhớ khắp mặt em nha. Là sao vậy Bảo ơi? Là sao nhỏ? Một tấp lên đường. Ai chà, à ok Bảo ơi tôi hiểu rồi nhé. Ok la. Mà ngày mai chắc có lẽ buổi sáng đó Bảo nha. Tại buổi tối tôi có việc, rồi buổi tối tôi không stream được. Bây giờ buổi tối nhiều việc quá, không stream được với anh em ấy chứ. Nên nhiều anh em có nghĩ là tôi hết stream tối rồi. Sao đá quả gạch bèo này mê thế nhờ. Đá quả gạch bèo này mê vãi nồi luôn ấy chứ. Là một cú sút đây. Essien. Trời ơi.
Đây nè, thử gạch bèo anh em nhé, thử gạch bèo sút gốc này vô nhé. Gà cái bèo, trời ơi. Cứ tưởng vào thôi rồi ré luôn. Hello Target nha, hello em. Hello anh em mới vô nha. Cái gì vậy? Người thôi nhỏ. Gwyneth Rooney. Hello Nguyễn Tân nha. Goal for Manchester United in the 84th minute. Number 10. Wayne Number 10. Rooney. Thôi hết trận này chúng ta cầm cái quả kia đi, đi vô fan mấy con vợ này mới nhức người. Cầm cái quả xịn sò nhất server vô mấy con vợ này mới nhức người. Sút cái việc người luôn à. Varane này. Sút luôn đúng không? Forlan CC với xin mà con nào ngon không? Tôi chưa trải nghiệm đâu Bảo Đăng ơi. Tôi đang có mấy thẻ CMN nào mà tôi chưa trải nghiệm ấy. Tôi chưa... Chắc đợt sau tôi sẽ trải nghiệm cho anh em xem nhé. Năm con hàng đi nha. Tôi đang có mấy thẻ đó nè. Acho mua ở đâu vậy? Acho mua ở ở Mỹ nhé. Bây giờ bên anh tôi không còn những order nữa rồi anh em. Ơi, ba điệu đấy. Quỳ giả một tí ba điệu thiệt kìa, ghê vậy. Được đấy chứ nhờ. Ủa? Phút 83 đến phút 90 ba điều kìa. Thẻ đỏ 200k ngầu thế, ngầu thế. Có chuẩn, có bị đòn không? Có bị đòn không? Trời ơi, sút ngay cái cổ anh Liêm, sút ngay cái cổ anh Liêm luôn mà. Giờ này nha, giờ này đưa cụ Gulit cho thử coi được không nè. Đứa cụ Gulit vô đứng này, cụ Gulit đứng đây nè. Đưa cái đây là Seba. Thôi đưa hai cậu vô thôi, đưa hai cậu vô là xong vấn đề liền mà. Cẩn thận chớ nha đúng không? Cẩn thận chớ mà. Khát nước quá, hôm nay khát nước quá anh em hiểu không? Hôm nay nãy giờ khát nước quá. Anh em thông cảm cho tôi. Sút luôn. Không cần nhìn thấy GK xuất luôn kìa. Sợ hãi chưa? Sút luôn. Nãy giờ nó nói chuyện đồ chưa. Giờ mới sút thiệt nè. Nãy giờ chưa sút mấy ông. Cứ đòn tôi. Ủa sao đêm mà không giành 3-3 rồi. Tôi cũng đang không hiểu luôn đấy Phương ơi. Không hiểu nhạc bị sao vậy? Sao có thể vậy? Hello Khánh nha, hello anh em mới vô nha. Bút 83, 30, 90, 3 điều. Phải cài lại thôi, phải cài lại thôi đúng không? Thiếu nước quá nên đôi khi cầu thủ phòng ngự không nổi đấy mà. Hình như là đấy, tôi thấy Hà Gia bứt tóc qua đấy. Ôi trời ơi. Ai sừ. Chọn đúng không? Ok. Ok. Đội bạn thẻ đỏ 300k nha em. Ok anh ơi, phải cầu cho đội bạn thẻ đỏ đúng không? Sao khó vậy? Đội bạn nãy giờ đá không có dấu hiệu xoạc anh em à. Phải có một tí gì nó nóng đi. Phải chọc cho con vợ này nóng lên đúng không? Ê! Ê! Cập nhật giờ live cho anh em biết đi nha. Không, nhưng mà có lẽ là qua tuần anh em ơi. Qua tuần là tôi sẽ chim lại buổi tối đều cho lúc như lúc xưa. Tại vì biết sao không? Ngày mai là phải có công tác chuẩn bị rồi, ngày mốt là thoa nôi của con tôi nên tôi có thể không live, nên tôi sẽ không live buổi tối được. Qua tuần anh em nhé, hẹn anh em qua tuần tôi sẽ chim buổi tối lại đều đặn cho anh em với anh em nhé. Còn bây giờ là chỉ chim buổi sáng thôi vào lúc 11:30. Ok mọi người nhé. Nên nhiều khi anh em hôm nay không có biết chim tối đấy, lâu rồi tôi cũng không chim buổi tối đấy. Hình như cũng
Cả tháng hơn rồi nhờ. Ơi một tháng cũng gần một tháng rồi. Nice. Xin nhẹ 30k RK. Nói gì đi, xin nhẹ 30k thôi. Ba không hồi nãy không là end game rồi, end game sớm rồi, làm phải lo là phải mài lại, giờ phải mài lại. Chọt. Việc nhẹ lương cao. Ok. Gì vậy? Xuống tôi, xuống tôi, xuống tôi. Dám đùa với tôi. À, này tất một cho hình hình anh đúng rồi Hiếu Trung ơi, à, này là gồm những con hàng đang xịn sò nhất của server và được cầm bởi 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 một 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 chú bé đừng trứng bé đù ui ui đặt cao hơn nửa tháng chưa có, để tôi hỏi quản lý tem tôi nha, cái vụ áo này tôi không có làm, để tôi hỏi quản lý tem tôi rồi tôi sẽ thông báo cho mọi người nhé. Phải chim kiếm tiền làm thôi nôi, thấy thương bác sĩ quá không, chim lên vui vẻ mọi người nói chuyện vui mà, còn cái đó là tùy tâm bé ơi, hồi nãy giờ tâm nó mủ lúi rồi. Thôi quay qua cái đội hình, cầm cái đội hình xịn sò nhất của server vô đá nha, không đá Real Madrid nữa anh em nhé. Ok và đó là đây cả nhà ơi, gồm những con hàng top 10 của server Việt Nam. Từ đầu để thay quả GK lương thấp tí, cái quả này thì có chứ đá quả này GK thấp thôi, không cần cao đâu, thấp thôi, mọi thứ ở trên có mọi người lo rồi. Nếu như mà đá cái chiến thuật này thì nên đá chiến thuật nào bây giờ hợp lý ta, chiến thuật nào bây giờ nhờ, 451 đi nhá, 451 đi, đá qua 451 đi suốt cho nó sướng. Được không anh em? Ủa anh còn trong team hả? Team gì đó chưa? Team gì? Còn mà mấy ông sao đấy, mấy ông sao đấy? Đá qua 451 nhá, lâu quá không đá 451, hôm nay đá 451 anh em nhá. Nhưng mà cái quả này nếu mà để Seva ngoài cánh thì nó hơi phí nhờ. Seva ngoài cánh nó hơi phí anh em à, thôi đi con hàng khác đi. Nếu như ngoài cánh thì chúng ta để Kevin đi nhá. Seva sẽ vào thay cho anh Lim. Thay Varen cộng chính thành Vidic. Được chưa? Chứ đâu đá quả đây này được không anh em? Vừa đủ lương. Cầm cái quả này đi du hành mấy con vợ căng thôi. Được chưa? 41 41 đi, lâu quá không đá 41 41 41 41 là chơi đầu tủ của mấy ba hàng đấy, chỉnh nhẹ qua chiến thuật 41 41 nha, lâu quá không đá 41 41 thật đấy. 4141 thì là hai con hàng này phải bấm cánh, hai con hàng biên là phải bấm cánh, hai con hàng này là xâm nhập phòng cấm, phải xâm nhập phòng cấm và xuống 33. Vì 4141 hai con hàng CM là hai con hàng quan trọng nhất trong đội hình luôn đấy, và chỉnh chắc chiêu một tí. Quả ba lắc này thoải mái muốn đá đâu đá. Ok là một trận 4-1-4-1 anh em nhé. Có ai muốn va không? Hôm nay sao không mấy ai nói dí gì hết rồi ta? Để coi rồi, đang top 1 bao nhiêu điểm hôm nay, hay là làm một cái top 1 luôn đi. Thôi làm một cái top 1 luôn đi nha. 3K5 mà sao xa thế? Top 10 được không anh em? Top 10 nhá. 2K9 là 300 điểm mà, bây giờ 300 điểm thì phải gặp những con hàng, những người đá điểm cao á mới được, phải gặp những người điểm cao nhất đấy. Vào lắc luôn rồi,
Hôm nay làm cái leo top gun đi nha, lâu quá không leo top gun thật đấy. Quản lý bộ gửi đi xong ghi nhầm à? Thế à, thế em chịu khó đợi nha Thanh nha. Không có đối thủ luôn mà, hôm nay cảm thấy khỏe hẳn, hôm nay không có đối thủ luôn mà. Ui, anh em xem có bị giật không anh em? Sao mà thấy mạng mẽ nó hơi lắc nha. Đắt thế, rồi để tôi chỉnh cái này cái. Không vào game được luôn mà. Đội hình này vào team bạn có out từ đầu không anh? Có thể đó, hôm bữa ấy. Hôm bữa cái hôm mà tôi stream mà bị cúp điện ấy. Nên hôm nay mới trải nghiệm lại biết sao, hôm bữa tôi stream cúp điện mới vào sân. Bà bạn out luôn, không nói gì cả. Lạnh lắm. Out luôn, gặp qua đội hình này hiểu vấn đề mà. 1 tỷ mua ST quốc dân nào vậy ta? ST quốc dân à, thì có thể chúng ta có thể kể ra những cái tên quốc dân mà. Hai Go nè, Seva nè, Eusebio, BD, Song Kun, đầy mà anh em. Chắc giống ông nào vào trận mất gần 1 tiếng là ông nào ta? Ai? Lại đấy thật ơi. Nên nó khi ngại leo găng mà livestream mà leo gan là vậy đấy anh em, tìm đối thủ lâu quá thật sự. Gặp hôm nay khỏe nữa, hôm nay không chả thấy đối thủ luôn mà, hôm nay không thấy ai chơi game luôn mà. Hôm nay không thấy ai chơi game cả. Milan ST 500 tỷ còn con nào ngon không anh? Milan thì cái vài con thôi em, Milan chỉ vài con thôi, giống như Go này, Seva các kiểu thôi chứ còn ai đâu. Thấy Go C8, Gulit Icon 8 là nhót rồi. Cái này mà phải để anh Li ST, cụ Gulit Cam thì thôi nhé luôn, idol. Nick ông ơi, có idol đâu. Quay 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 quay. Để tắt cái quả dòng ở dưới chân cái nhà, tắt quả dòng dưới chân cái mấy ông. Lên. Piu. Piu. Dạ. Ok. Mua áo VG ở đâu vậy anh? À, áo VG hết bán rồi Bitbu ơi. Chắc đợt sau nhé. Đợt sau có thì anh em có thể nào vào 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 nhóm của tôi đấy, đợt sau có thì tôi sẽ thông báo cho mọi người nhé. Còn hiện tại thì không. Tắt cái dòng màu vàng ở dưới chân là cái nào ta? Vị trí cầu thủ à? Cái dòng màu vàng dưới chân là vị trí cầu thủ đúng không ta, hay là kích thước HUD ta? Hình như cái vị trí cầu thủ thì phải à. Tắt cái. Ok. Có thêm màu nào không hay còn giữ? Khả năng là sẽ có thêm một màu tại giải quốc tế sắp tới anh em nhé. Khả năng là sẽ có một màu mới nữa đấy. Nhưng mà đó chỉ là có khả năng thôi, có khả năng thôi, nhưng mà vẫn sẽ giữ ba màu đó mà, khả năng giữ ba màu anh em.
ơi 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 giật thế nhờ. Anh ơi, lên chọn bên VC hay là Ken? Ken em ơi, Harry Ken 23TS nha. Tại là cái hai cầu thủ đó, hai con hàng đó là cùng một lối đá mà. Anh em đã 4-1-1, anh em thấy không? Khi nào đôi cánh của mình nó rước sóng, nó rước sáng, anh em cái gì nè. Lật cánh. Lụm. Trời ơi, anh Lim ơi, sao còn chậm thế? Ui, hôm nay mẹ mẹo lắc thế nhờ. Anh ơi, anh có chữa bệnh hình không? Phải có, tôi có chữa bệnh và nâng cấp cho anh em luôn mà. Tắt một tí âm thanh cho nó đỡ ồn mà nhá. Nãy nghe ồn quá. Trời ơi, tiếp sức nữa hả? Chạy tiếp sức hả? Ê, 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 nó chọt đó. Ok, một nha. Một nha. Silva hay Lê Quang cặp với anh Bảy. Silva với anh Tì cái lối đá Việt ơi. Nếu mà lối đá bước một nhiều thì tôi nghĩ là nên Silva. Còn nếu nó làm tường tới cho anh Bảy thì Lê Quang. Có phí gì không anh nhỉ? Không, vài vài lon nước uống vui vẻ thôi mà. Làm sao chuyển cánh nó mượt à? Anh em có thể xem có quả. Anh em mà muốn đá lực cánh mà đổi cánh nhanh giống như là dạng Yuren nè. Thế vài vận động viên có cái năng lực cánh nhanh, anh em có thể nhìn qua Minimap ở dưới đấy. Anh em nhìn qua Minimap ở dưới đây nè. Là lúc đó anh em sẽ có thể những cái pha lực cánh nhanh. Còn tôi là không cần nhìn. Tôi là không cần nhìn. Bởi vì nhìn không kịp. Đấy, nó chơi tôi đá tôi hay nhìn mấy đầu anh em đá anh em đi cái đầu Minimap nhỏ dưới đấy nè. Lực cánh nè. Em thấy không? Có đem vé ở dưới đây liền. Anh làm mấy quả mức vệ sinh được không anh em? Ok, phải làm vài quả mức vệ sinh nhá. Hôm nay mạng hơi lắc đấy. Hôm nay mạng hơi lắc, anh em mạng hơi lắc nên anh em thông cảm. Ui. Yeah. Dạ. Vậy vì sao vậy? Rồi. Chừng đứng đâu cái coi, vậy vì sao vậy? Thấy anh chạy cánh đảo trái đâu phải nhìn quá một vậy, anh ghê bằng gì vậy? Tôi ghê bằng anh Alok. Tôi ghê bằng anh Alok đấy. Chỉnh một tí cái này cái. À. Bởi vì em cứ cái chạy sâu sâu á, hình chạy sâu sâu thì em phải chữa bệnh đây, phải chữa bệnh là nó chạy khác liền ngay mà. ED game bên kia láo quá anh nhỉ? ED game à? ED game là gì ta? Tên in game á hả? Tên in game họ là gì mà láo ta? Nó viết không có dấu mà sao mà đọc được? Cái gì vậy? Đá không cho đá luôn mà. Đây đây anh em xem nha, một quả thế giới tí nha. Một quả thế giới anh em nha.
Trời ơi, tính là quả thế giới mà bị nó bắt. Quyết định danh sách thi đấu chưa? Danh sách thi đấu gì Khanh ơi, danh sách thi đấu gì? Danh sách quốc tế sắp tới à? Hiện tại thì chưa, tại vì hiện tại là bây giờ đang là còn 3 tuần nữa, bây giờ đang nghỉ ngơi rồi. Bây giờ team tôi đang nghỉ ngơi rồi, không còn khoảng chừng còn 2 tuần nữa mới bắt đầu quay lại tập luyện anh em. Còn bây giờ đang cứ nghỉ ngơi đi. Một mùa giải qua rồi. Lộn. Trời ơi, trọng tài ơi, nó quýnh em kìa. Nó quýnh em kìa. Bữa giờ đá bị bắt bài hoài à, hôm nay phải đổi chiêu mới, không để bị bắt bài. Hôm nay phải đổi chiêu mới, không bị bắt bài. Không để bị bắt bài nữa. Hôm bữa giờ đá penalty cứ bị bắt bài. Hôm nay phải đổi chiêu. Được chưa? Pha này thế giới chưa? Áo trắng tinh khôi, áo trắng làm em lo lắng nhiều. Hello quốc nha, hello anh em mới vô nha, anh em mới vô cho xin một like đi, mọi người ơi. Hôm nay cái donate nó bị lỗi hay sao rồi, không nghe được cái tiếng gì luôn đấy nhờ. Buồn thế nhờ. Không ai cấp nước cho đá sung sung lên luôn ấy. Ok. Ôi. Mai hả? Mai chưa? Mai chưa? Mai chắc có lần tôi sẽ đá đầu đấy, tôi đá sớm. Tôi có việc nên chắc ngày mai tôi sẽ đá đầu. Né vẹt. Là một quả 30 mét đi. Là một quả 30 mét nhé. Trời ơi, dư lực kìa. Em chào tiểu thần đẹp. Thua có một trận cả nước hay mà, đúng luôn, thua một trận cả nước hay mà. Ui con nét vét kìa, ui 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 đỡ đi, hai vẫn đỡ được kìa. Kevin De Bruyne bên đấy, đụng tôi là bên đấy. Ừ. Ừ. Ai cho mà suốt. Em vẫn chưa đi châm tiền vợ được sư phụ à. Ủa? Là sao Thái Quốc, là sao vậy? Tôi chơi đi cầm nhỉ, tôi chơi cầm Astro C40 nha. Đây muốn đổi tay cầm đây. Đây muốn đổi tay cầm mới đi đấu quốc tế, anh em thấy như nào? Hello Sòn nha. Tập trung quá chứ tin nhắn rồ. À thấy. Tin nhắn gì thế bạn? Để tí, tí, tí. Hôm nay khát nước quá mà nên nó hơi tập trung tí. Khát nước quá. Trời. Không được, không được, khó đây, phải đã khó đấy. Ý là chưa gần được vợ đi vắng. Thôi Quốc ơi, thôi Quốc ơi, quýnh đào lắm đấy Quốc, Quốc. Cái cánh nó quýnh đào lắm đấy, thôi bỏ đi. Ui. Má sao mạnh thế. Cầm tên này tháng 21 là chưa 2, chính xác. Mà cảm giác hôm nay cái máy nó hơi giật anh em mà, cái máy tôi nó hơi giật. Tôi bấm nhiều chiêu sao nó không ra đấy. Nè nè nè, cái trình đã phạt nằm ở đây nè 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 nè.
Đá vô luôn nè, anh em xem nè nha, em xem nè nha. Tôi đá vô luôn. Tôi đá vô luôn. Mình đã canh rồi mà ta sao dư lực ta? Là vô dưới chưa? Vô khán đài. Ui. Hồi nãy cái bên trước chụp thuộc. Hồi nãy chụp thuộc, hôm trái bên này chụp trúng, tuyên bố nè. Sao không xuất ngược lại ta, hồi nãy xuất rốt rồi mà. Trời ơi, gửi sự kiện buồn, ngày mai sáng chơi FC, ngày mai sáng chơi. Tôi có chồng sự kiện mà, nhưng mà thôi ngày mai sáng chơi. Hôm nay tôi muốn trải nghiệm nít với lại là làm vài quả đá, bây giờ chưa có đá chừng nào, ghiền quá, ghiền đá quá. Em hiểu ý tôi chứ. Ngày mai sáng mình chơi quả sự kiện nhá, ok không? Gì vậy? Chuyện ai vậy ông Thần? Ok. Sammy Vardy. Quy đề đúng không? Quy đề đúng không? Còn có 10 người trên sân à mấy ông ơi. Còn có 10 người trên sân thôi. Anh Liêm ơi. Thủ đồng bảy trưởng. Thủ đồng bảy trưởng. Đọc cái gì mà gấp thế bạn? Ngày mai chơi bạn ơi, ngày mai chơi. Ngày mai chơi. Đã vô bài quá trời, không phải hôm nay mạng nó hơi lắc chứ không chứ có bài gì đâu giấu. Đâu còn giải đâu mà giấu bài mấy không? Tại hôm nay mạng hơi lắc ấy. Mấy ông thông cảm cho tôi nha. Nhưng mà lắc lắc thôi chứ tôi khuyên khoan con vợ này mấy hồi, tôi khoan con vợ này liền. Ăn giờ này mới là kịch tính nè, mới là khó chịu nè, ăn giờ này mới là khó chịu nè. Giật quá rồi ta. Ok. Vậy. Ông kia đặt tên chửi à? Tôi đâu có hiểu đâu tiếng Việt mà. Đây, tiếng không có dấu mà sao mà hiểu mấy ông? Nó viết ý nghĩa gì ai biết nó. Mà cái tên mà, cái tên người ta muốn đặt xong người ta đặt tới nè. Lắm. Lắm rồi. Ok. Sút đi, sao mày cứ dễ gọi vậy? Ra ngoài ký đầu quắc đừng để bị sờ bụng nhé. Nè nè, đi qua đi lại, đi qua đi lại, đi qua đi lại, đá xà là vô, đá xà là vô, đá xà là vô. Đây nè, đây nè, đây nè, đây nè. Đây nè, chụp đi. Đây sang nhấp bot. Một tí tối cũng kịp mà bạn. Đúng không nè? Nó già đâu, người ta còn trẻ mà. Đá đây, đá đây, đá đây, đá đây là vào, đá đây là vào. Đá đây là vào, thấy gì chưa?
Làm sao chụp Ben của tôi được? Bị tôi bắt rồi. Ông ơi, bị tôi bắt rồi. Nè, tiếp tục nha. Hãy quay nhảy lại, đá đây nè, đá đây nè, đá đây nè, vào. Chớp. Trời ơi. Quả này nha, đá đây là vào, anh em theo tôi, đá đây là vào. Ủa, chưa mất bài. Bật lấy. Gì vậy? Ước gì đá bên với thành đẹp cũng được vậy. Bóng đá mà anh em. Thắng làm thua, làm vua, thua thì nhót. Thua giờ làm content lấy chim. Sau Covid hết thời rồi sao là sao, sao hết thời ta? Tôi chưa có thời mà sao gọi là hết ta? Đúng không? Đây tôi chỉnh lên một cái, hồi nãy cái chiến thuật tôi chỉnh hơi sai, tôi chỉnh qua chiến thuật hơi sai, xin lỗi anh em. Không phù hợp với tôi. Được chưa? Quả chiến thuật tôi chỉnh hơi sai, không phù hợp với tôi. Tôi thích áp lực cái khi mất bóng hơn. Ây da. Ờ. Là quả ACN CB đi. Là quả ACN CB nhá. Nhìn đội bạn đá cây lắm sao cho cây vậy anh em. Hello anh em mới vô nha, anh em vô cho xin một like một super anh em. Cảm ơn mọi người. Xong cái đội hình handicap điên luôn mà, hình như là luôn đấy. Trận sau phải thiết lập handicap chứ đúng không? Ê, ê lộn, thiết lập handicap là gì? Thiết lập tennis hả? Ok. Là một trận đá thử căng tay thử coi như nào nha. Cũng lâu quá rồi, cũng không đá căng tay đấy. Máy nó giật quá. Bung bút chim bất ổn mà. Sao cái máy này giật thế nhờ? Phải luôn đấy. Có kìa. Má, nó giật ghê vậy trời. Có điên chưa? Làm sao thoát ăn chuyên nghiệp anh, đội hình 30k giữ cửa chuyên nghiệp. Làm sao thoát à, mình phải đi chữa bệnh đấy em à, mình phải đi chữa bệnh. Mới có bài thuốc cho em né qua được chứ, khơi khơi mà sao không muốn thuốc mà sao qua được. Ôi, cái gì vậy? Quá nó giật quá đấy, em ơi.
Không, nhưng mà chúng ta nói game bị giật là tất cả là đều bị giật chung mà sao, đúng không? Nếu mà phải vậy phải giật chung chứ, giật vãi nồi luôn chứ. Để hôm nay em qua chữa, giờ em đi xem tiền vợ. Má nó giật kẹt cho banh, đỡ cho banh ba nhịp luôn á trời. Ui trời ơi. Tối giờ giật à? Nó giật quá. Giật quá khó đá thiệt chứ. Mà gặp hôm nay tôi chết thử nhân lực 4141 nữa. Xưa giờ tôi đâu có đá 4141 bao giờ đâu. Lần đầu tôi test thử mà. Ben. Subin đi năm vô địch thế giới đâu rồi? Chết rồi. Một nụ cười. Anh đang mệt lắm rồi Subin ơi, anh đang mệt mỏi với cái quả này quá rồi. Subin vô là lắm. Subin vô là lắm liền được chưa? Game on, game on. Nè, trận này thắng ngược lại cho mấy ông xem. Hơi giật tí thôi nhưng mà tôi được mà. Đội hình mạnh cộng người khiến đẹp trai bằng quỷ diệt là quỷ dữ chưa? Subin ơi, anh em có một cái này nè Subin ơi. Hôm qua anh em qua nhà anh em mình làm cái tắc xô về những dự định tương lai đây, em thấy được không? Em thấy như nào? Bây giờ mạng mẽo lắc quá, lười đá quá. Trời ơi, nó giật kìa. Bóng đá nó giật kìa. Ôi trời ơi. Mình mở thẻ đây bye bye bạn. Bạn là vui vẻ rồi, bạn là sung sướng rồi. Em về bờ rồi à, anh biết cái bến bờ đó rồi mà, anh biết cái bến bờ đó rồi mà. Bây giờ xa khơi quá đúng không? Ui má lắc quá, chắc đã hết trận nghỉ anh em ơi. Hết trận nghỉ anh em ơi. Lắc quá. Mai chơi anh em ơi. Lắc vãi trời. Hết rồi chứ. Mì xào bò đã cứu lò nước 10.000 Cảm đồng. ơn Thua Misawa. là do mạng. Thua là do mạng à? Không, thua là do mình đó. Thua là do mình đấy. Mình thiếu nước, mình đã không nổi mà.
41 41 à? Được rồi, đúng rồi, đúng rồi, dừng cái đấu lại đi bạn ơi, tôi chỉnh cái má nó lắc quá. Ok. Đang đá tay Astro nè Subin, nhưng mà hôm nay nó lắc quá, tôi cũng đang nóng đầu với tôi mà khó chịu điên luôn đấy chứ. Chỉnh lại chiếc điện thoại của độ sổ đi à. Ừ được cái chứ. Đúng rồi đấy, đúng rồi đấy. Quên 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 cái chiêu này đấy. Đứng máy luôn rồi. À, ok. Quên cái chiêu này đấy. Hay gì nó lực giật quá, chịu không nổi mà. Ui con vợ này có cái skate kìa. Trời ơi, ai mới vừa chỉ về cái cửa sổ hay quá vậy ta. Cảm thấy nó khác biệt rồi đấy, cái nó khác biệt ngay ấy. Cảm ơn Đức nha. Ê, ê lộn, cảm ơn 420 nha. Hết rồi chứ. Mì xào bò đã cứu lò nước 100.000 đồng. Cảm ơn mì xào Ghê vết bò. sao? Ôi cái này phải mì xào bò xịn cho ta. Ghê đấy, bây giờ nè, bây giờ bắt đầu sống ra rồi mì xào bò ơi. Em sống ra rồi. Như em chỉnh xuống quả này nó đỡ lắc hơn rồi, nãy nó giật quá chịu không nổi. Nó đấm gì nổi khi mới nó giật như vậy. Ôi, con vợ nó lắc nó ghê bóng cũng mực thế nhờ. Lên anh em. Lên. Hình như là đấy, hình như là đấy, hình như là đấy. Phút cuối cùng, phút cuối cùng. Phút cuối cùng. Chạy. Không chạy lại luôn à. Cho mình xin cho anh đi, xin cho anh cái. Anh chỉnh cái màn hình nữa rồi chơi chế độ cửa sổ đã giật lắm. Không, phải tùy tùy hôm thôi, chứ tùy hôm thôi chứ xưa tôi cũng đã cửa sổ mà. Nhưng mà mới được cấp một quả nước rồi, mới được cấp quả nước rồi, sung lên rồi anh em. Trận này thắng chắc 100%. Uy tín. Sung lên hẳn rồi. Combat. Xem những pha ghi AC của tôi nhé. Tôi trở lại đây. Hết rồi chứ? Em Khôi Melbourne đã cứu lò nước 10.000 Cảm đồng. ơn em Em Khôi. đang cách xa top 2 với top 3 donate tuần này quá. Trao cờ lê sớm đi em sốt quá. Sao từ này em đọc tôm hả Khôi? Từ này em đọc tôm hả? Bây giờ mấy anh em của tôi đâu hết cả rồi mà để từ này em đọc tôm lạnh lùng thế. Hết rồi chứ? Mì xào bò đã cứu lò nước 10.000 đồng. Cảm ơn mì Lội sò bò. ngược dòng bằng 200k. Tuyệt vời luôn mì sò bò ơi. Đây là anh chủ nít luôn anh em nhá. Phải anh chủ nít ông ta. Mà chắc là ảnh chứ còn ai nữa. Mì sò bò hôm nay có thêm miếng trứng mà. Hôm nay có miếng trứng là em nè. Chiêu. Tôi làm cái siêu phẩm mà là chứ chứ dưới cái chân mà. À lần nào update là FIFA nó không tối ưu à. À hàng gì không gì hàng gì không. Qua giờ nó đá nó lắc điên cái chứ. Hello Minh Đức nha, hello anh em mới vô nha. Con này hát một cái, trên này hát một cái, không có ban, trên này không ban, uy tín. Tôi fan con vợ này nhất người. Chọt đấy, tôi đã biên ấy. Ok. Bước 1.
Lộn. Chà ơi, thấy cái viên chốc rồi. Chi. Trời, sao quả này nó phải xuất yếu vậy? Không, quả này có một quả kèo rồi, bên này đã tập trung tí anh em nhé, có quả kèo rồi, tập trung tí nha. Ui, 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 giật nữa rồi, ê, 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 sao đơn hình rồi? Giật rồi, lấy được, lấy được, lấy được. Không mà cho đá cái đi, đừng được màn hình nữa mà, bà Lý, làm ơn đi. Hết rồi chứ. Em Khôi Melbourne đã cứu lò nước 10.000 đồng. Cảm ơn em Khôi. Anh chủ ơi, đừng ra kèo nữa để em giữ cái vị trí độc tôn nốt mấy hôm được không? Em sợ mất quả top 1 này quá bé heo ơi. Mà em bỏ xa luôn dấu tên là bé heo, phải hiểu là em cấp nước nhiều như nào. Ghê vậy ta, lạnh lùng dữ vậy ta. Từ từ tập trung đá qua bên này cái nha. Chờ, tập trung đá bên tí anh em nhé. Trời ơi, đó đúng hướng rồi. Đắc khâm. Ok. Được chứ nhờ. Do máy anh á, hôm qua em cũng bị cài lại nó hết rồi. À thế à. Ok, để tí tối tôi sửa lại, tí tối tôi sửa lại. Bên đây anh em ơi. Ôi trời ơi. Né vẹt. Quả này đá lọt lọt cái tay nha, lọt cái tay nha. Giật 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 giật. Giật trời ơi, đâu thiệt. Má cái chứ. Hết rồi chứ, gì vậy? Em Khôi Melbourne đã cứu lò nước 10.000 đồng. Hôm trước hứa hẹn chữa ở khẩn hoi mà chết tôi rồi. Em nhắc nhẹ bé heo đó. Hôm trước hẹn chữa ở khẩn hoi mà em vẫn chưa thấy tâm hơi đâu. Anh nhắc nhẹ bé heo. Khôi ơi anh buồn, Khôi ơi anh buồn người này Khôi. À. Coi kìa. Đau chưa, cái số của mình nó như thế nào thế nhờ. Rồi rồi, tôi phải chỉnh lại hình lại. Cái quả hình lại tôi chỉnh hơi sai rồi, tôi chỉnh lại cái anh em. Tôi chỉnh hơi sai rồi, cảm thấy đá không được như ý của tôi. Mì xào bò giận đã quá rồi. 200.000 đồng. Đen. Giận quá, giận quá. Giận quá rồi. Còn quý gì con vợ kế tiếp, con vợ sau liền. Giận quá anh em ơi. Hết rồi chứ. Em Khôi Melbourne đã cứu lò nước 10.000 đồng. Cảm ơn em Khôi. Chắc X-Men sắp có bộ ba Hakuman, Tabi với bé heo. Vào pen là nhót. Ờ hồi bữa thật sự, hồi bữa giờ Khôi, bữa giờ anh thấy anh thua pen hơi nhiều ấy. Em có thấy điều đó đúng không? Không biết có được cái quả kèo trận này để gỡ không ta? Trận này đau được chứ, tao thu ben luôn kìa. Rồi trận này đã nghiêm túc một tí anh em nha, trận này nghiêm túc một tí. Trận này test qua chỉ được 4-1-4-1, nó hơi sai lầm á, thử chiến thuật mới. Mà cái cầu thủ nó chạy không như ý của mình, quen thuộc á anh em, khó đấu á. Kéo lại 4-2-2 rồi, đúng là sơ đồ quốc dân không thể đổi được. Rồi nhức người luôn, lại gặp cái quả mưng nữa, lại gặp cái quả mưng nữa, nhức người luôn. Thu bên mà nhục nhã thì cái chứ. Nhưng tốt một thế, giờ chiến thuật của mình rồi, lộm. Lộm, lạnh lùng rồi, nóng lên rồi.
cộng 200k đâu có đâu, mất rồi, mất cái quả kèo đó của anh mình sao bò rồi, thua Ben luôn mà. Đâu thế nhờ, hết rồi chứ. Em Khôi Melbourne đã cứu lò nước 10. Cảm ơn em Khôi. Nhà cựu vô địch thế giới Á quân FPPL Spring 2014. Bỏ cái đó được không? Bị rành thách đấu hành. Thách đấu hành đâu? Sao làm ba lách? Thách đấu hành. Hành nè, hành thôi nào. Hồi nãy Leo test chiến thuật chưa quen thôi, bây giờ giờ chiến thuật 422 nè. Còn gì nó không mà hỏi hành. Hết bán rồi nha, coi nha. Ủa chết lại cảm ơn hả? Ủa? Đâu? Ủa sao hôm nào tôi không hay vậy? Đen! Ôi trời! Ôi em cảm ơn anh bị sầu nha, cảm ơn anh. Đen thiệt anh ơi, đen từ cái vụ FPBL về tới nước, về tới đây là chưa hết đen nè. Nó kiếm cái gì đó cho nó trắng lại quá. Lâu quá không leo lại cái quả tấp một răng đấy, hay là làm một quả tấp một răng để cho tâm nó sáng trở lại được không ta? Nhưng cái tâm của mình nó hơi tối nha. Cho nó dãy dãy đen đi nha. Kevin De Bruyne. Lâu quá không leo tấp một răng đấy, quên tên mất tiêu hết rồi. Được không anh em? Cho tâm nó sáng, trong tâm của tôi nó sáng tí coi, bây giờ tôi đen quá. Trời bất bài mà còn thục nữa kìa. Bất bài mà còn thục nữa kìa. Luyện bắt Ben đi chứ bắt hơi tệ à. Phải luyện đấy, tại ra quốc tế là khả năng vào Ben cao lắm mấy anh em. Biết tại sao không? Mấy con vào quốc tế thủ tốt lắm, khả năng vào Ben cao mà. Nào đi đá banh đi. Chimmer nào cầm mặt này thế. Trả lời bây giờ như nào ta? Vô cô vịt ạ. Không, mình thấy người lớn mình ghi đàng hoàng tí. Hết rồi chứ. Được chưa? Em Khôi Melbourne đã cứu lò nước 10.000 đồng. Tuyển thủ FVPL thắng thách đấu cũng oai. Bảo sao thua T4m ở chung kết tổng hay còn gọi là Á quân FVPL Spring 2024. Khôi ơi, Khôi nha, nhắc em nha Khôi nha. Nhắc em nha, em sao vậy? Hoài luôn. Có muốn cái cà lê không Khôi? Nói một câu thôi. Có muốn cà lê không? Google còn được đi quốc tế không? À mà Google đi quốc tế mà. 2 tuần nữa đi. Ê, đâu? Ừ, 2 tuần nữa là đi hàng đấy. Buôn lít. Suốt luôn. Đó là vlog mà, hôm bữa có cái quả vlog đấy. Nhưng mà không, đợt này anh em ơi tôi mới tìm hiểu rồi. Đợt này tôi đi hàng, tôi sẽ sắm một cái bộ livestream. Tôi quay trực tiếp cho anh em xem, gặp gỡ các vận động viên Hàn Quốc và tập luyện của họ như thế nào luôn anh em. Like cái đó cho anh em xem luôn anh em, thấy được không? Tôi mới tìm hiểu cái đó thử. Tôi thấy cái nội dung nó vui đấy. Anh Liêm ơi. Hết rồi chứ. Henry đã cứu lò nước 150.000 đồng. Cảm ơn Henry. Hôm nay ông anh chung team em liệu AH có thể bán đầu cô. Ông anh nào? Ông nào vậy Henry? Ông anh nào là anh chung team của em? Anh mì xào bò à? Hết rồi chứ. Em Khôi Melbourne đã cứu lò nước 10.000 đồng. Cảm ơn em Khôi. Đấy là em bị hack ớt thôi. Còn em thì vẫn luôn mong pro gamer yêu dấu của em vô địch. Coi nó lật mặt chưa, trong coi nó lật mặt chưa. Cả vô địch thế giới luôn. Mãi yêu Djokovic, mãi yêu pro gamer. Coi nó lật mặt như cái bánh chén lật vậy đó. Quên, sức mạnh của anh Lim kìa. Đánh cái quả đầu nhìn chén chưa. Khôi ơi, sao em có thể lật nhanh như quả bánh chén vậy Khôi? Hết rồi chứ? Henry đã cứu lò nước 10.000 đồng. Ơ, đang đá với A đó à?
À nhưng mà bây giờ đang có anh chủ nít ở đây nữa. Henry ơi, bây giờ như nào, quái này phải xử lý như nào Henry? Quái này xử lý như nào? À, anh đã lâu lâu anh với anh em gặp nhau mà. Henry đã cứu lò nước 10.000 đồng. Em xin cái giá để bán đồ. Cái giá để bán đồ nữa. Tâm sáng là được mà. Mà tôi đâu có bán đồ đâu ta. Tâm sáng tí là đâu có bán đâu. Live tối nay hay chưa không? À khá năng. Hôm nay tôi live tối thôi nha, chứ mà thứ bảy và chủ nhật tôi sẽ không có live tối được. Anh em thông cảm cho tôi, thứ hai là sẽ quay lại nhé. Henry đã cứu lò nước 180.000 đồng. Một tô phở sân bay. Một tô phở sân bay luôn, bây giờ như nào ý mấy ông, như nào mấy ông? Tô phở sân bay này lên đường luôn được chưa? Có ai kiếm nước no gì nữa? Ê lộn, có ai cần nước no gì không? Tôi là no nê luôn rồi đấy. Tí có sự kiện gì không anh? Không, ngày mai sáng mới có sự kiện anh em, ngày mai sáng chưa có sự kiện nhé. Rồi hôm nay là trải nghiệm nít của anh mì xào bò. Đang muốn leo top 1 mà. Ok. Hello Thịnh Lê, hello anh em mới vô nha. Em mới vô cho mình xin một like, một sub đi cả nhà, sắp chín cả sub rồi. Ok. Suy anh này đá cũng tốt quá chứ Henry. Tem này là tem KOL hả Henry? Anh cùng tem luôn mà, xịn sò chưa? Ai sư, anh nghĩ sao về con số 3 lớp? Hình như là đấy, hình như là đấy, vào việc luôn đấy, độ cao luôn mà. Bạn ơi, vào web sự kiện đi là sao đấy bạn? Là sao bạn? Hết rồi chứ? Henry đã cứu lò nước 300.000 đồng. Hình như có ai đá rơi mạng rồi, anh xem lại xem ổn cô. Mạng lắc quá. Henry là một người em chân quý của tôi. Và đây là anh của em ấy. Nên bây giờ nha, xin phép anh em, trận đấu này là một anh chân quý của Henry. Nên tôi sẽ... Hết rồi chứ? Em Khôi Melbourne đã cứu lò nước 10.000 đồng. Mai trao em cờ lê là được rồi nhỉ anh Djokovic. Tân MVP chung kết, Tân Vương FC Pro League sắp tới tại Seoul, Hàn Quốc, kẻ hủy diệt KT mang tên Tuấn. Tuấn, Tuấn, Tuấn Lê Anh gì? Tuấn. Má ơi, nghe nó ngọt thế nhờ. Nghe nó ngọt thế nhờ. Được đấy chứ. Ok chưa? Đây là một người anh của bé. Đây là người anh của bé Henry, được chưa? Tôi, Henry là một người em chân quý của tôi. Trận đấu này xin phép. Vào xem đi hả? Vào xem ở đâu? Bạn gửi qua cho tôi đi. Tôi đã mới tặng cho anh em một trận rồi, bây giờ tôi sẽ đá nghiêm túc lại để lấy lại qua điểm vừa rồi, được chưa? Tôi mới tặng cho anh em một trận rồi. Ê, hình như giờ này mạng mẽ nó bớt lắc rồi đấy. Hình như mạng mẽ nó bớt lắc rồi đấy. Vào xem. Vào xem mà. Sự kiện FVBL. Kiện F. Đâu? Xem ở đâu? Đang xem mà, có thấy gì đâu ta? Có thấy gì đâu ta? Không bỏ lại đòn luôn à. Ai mới chung kết bot à? Ok nhé, ví dụ tầm trời ơi em nhậu ở đâu vui vậy? Chanh ké miếng được không? Anh đang khát nước quá Henry ơi. Chanh ké với. Tôi làm thế vui chưa? Là sao bạn ơi? Là sao bạn?
Hài lòng chưa? Đây là một ganh chân quý của em đúng không? Em đã hài lòng chưa? Đây, rồi đá nghiêm túc lại tí ơi. Ờ, qua cái màn này cái nó bị giật anh em ơi. Tắt màn hình cái từ từ từ. Ok. Đấy, đấy. Nó bị giật. Ok nhá. Đá cái cửa sổ hết giật hơn, đá cửa sổ giật luôn. Đây. Quý diệt mấy con vợ này. Bạn gửi qua cho tôi đi, bạn gửi qua cho tôi đi. Tôi không vào xem được, nó lắc quá. À. Cảm thấy cái mạng mẽo nó mượt lên hẳn rồi, mạng mẽo nó mượt hẳn rồi mấy ông à. Nó mượt lên rồi. Thì thôi là mạn phép leo top 1 luôn ngày hôm nay luôn, mạn phép lúc này. Ok, lên. Bàn thắng này gửi tặng anh em. Bàn thắng này tôi sẽ gửi tặng tất cả anh em nhé. Ủa sao không ra vậy? Trời ơi hồi nãy xuất liền mà sao không ra FD vậy ta? Mẹ mẹ chán nhờ chưa? Vì vậy đấy, vì vậy đấy. Anh em đợi tôi cái nhé. Úi trời ơi ghê vậy ta. Good gulit. Về cái quả 442 422 đá khác hẳn đấy, thì cái quả 422 đá khác hẳn luôn mà. Ai chà, Red Bersin hả? Red Bersin. Kevin De Bruyne. Lên 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 việc gì? Lên việc gì? Ai nhắm thiệt thế nhở? Anh muốn đá một trận quý vị cho em coi được không? Ok. Xin phép anh em, tại nãy giờ tôi đang chép tin nhắn cái anh nó hơi tập mức tập trung anh em nhé. Sorry anh em. Hiệp 2 quý vị nhá. Hiệp 2 nghiêm túc một tí coi có quý vị được không đã, chưa biết. Ok, đang nghiêm túc nha. Quý vị dữ chưa? Anh đập giật quá tem cho The Leap chưa? Anh chưa, chắc có lần ngày mai đá luôn Sòn ơi. Anh mới bui xong mà, bỏ bui đội hình nó cực quá. Có 20 KB rồi nên nó với lại một phần là phải tính giá tiền cầu thủ đấy. Nên nó hơi cực. Nhưng mà trải nghiệm nó vui anh em, trải nghiệm vui. Chọn. Ok, Yigun liền. Mấy ông ác quá, mấy ông kia tôi đá thứ bóng đá không tình người hoài à. Ok, tôi sẽ chịu mấy ông một trận nhá. Một trận thôi nhá. Chưa? Nhiều quá không làm được. Ok. Nếu mà như vậy á phải qua trận sau đi biết tại sao không?
Chừng sau đây tôi chỉnh qua chiến thuật nó cực cỡ hơn. Ủa, chỉnh qua chiến thuật cứ cực cỡ hơn đó cho nó fail. Ê, nó quýnh em kìa trong tay. Tự tin như này thì trừ một anh búi rồi. Sao giờ? Sao trừ vô son? Why? Tự tin là tốt mà. Đâu có tự ti đâu ta. Đã sao cũng win mà. Đã với mấy bé trẻ con mà. Tôi đùa đấy nhá. Ui, we are playing me. Đó cho đèn này ba phải chừng sao, tại biết thời nãy tôi nói là chừng sao mới được. Chừng này không mau đâu, chừng này đầu bạn không mau đâu. Với lại một tí ra cho một tí bột ngọt vào, chiến thuật anh em ơi, một tí bột ngọt vào nó hơi thiếu ngọt tí. Giờ anh em thấy không, cái chiến thuật của tôi nè, anh em thấy không, anh Lim di chuyển về quá nhiều. Em thấy hiểu khi mà anh Lim di chuyển về quá nhiều chúng ta không đủ người ở trên tấn công, một mình Gulit à. Đấy nên cần phải chỉnh một cái. Anh em đó, anh em phải để ý mấy cái khóa đó, anh em mà thấy có vấn đề là anh em mình phải để ý liền để mình biết mình chỉnh lại, lúc đó mình mới lên trình được anh em. Ông này đã cho mấy thằng trẻ con vả chắc giải nghệ không có vả được đâu. Ngày mai hẹn anh em 10 giờ nhá, 10 giờ tối ngày mai nhá. Chúng ta sẽ coi cái quả đó giữa kinh nghiệm và sức trẻ, bên nào sẽ giành chiến thắng nhá. Bên đội già xin phép chấp trừ 1, chấp trước một trận. Là trận của tôi. Quá trời kìa. Trời kìa. Đội già chứ đội cướp là đội nào, ai đâu cướp, có ai cướp, có ai gì đâu. Má nó đặt cái tên ác thì đội cướp. Ui chết một chạy lên rồi không việc gì. Ê di quân gấp lên tên mấy đó, anh em phải tí anh em di quân nhé. Và phán đoán đầu bạn suốt như nào để mà di quân nữa là sao anh Lee mà cứ lui về đây hoài vậy ta? Tôi chỉnh qua chiến thuật sai rồi. Henry Tống đã cứu lò nước 10.000 đồng. Tôi làm được việc không bàn. Sếp vào anh em ơi, sếp của tôi vào. Dạ em chào sếp ạ. Sao đấy sếp? Đây, nè tôi chỉnh một cái. Chúng ta đã một trận quỷ diệt thôi. Một trận nữa thôi, được chưa? Quỷ diệt luôn. Tôi chỉnh một cái tôi đã biết thiếu cái gì rồi. Quyền bằng cướp luôn mà. Quyền bằng cướp lại, tôi đâu có cướp đâu. Tôi mới sống bằng tình nghĩa mà tôi cướp có ai đâu. Hết rồi chứ. Henry Tống đã cứu lò nước 10.000 đồng, mai trả lương nhé. Sếp cho em làm content rồi đó mặt cười. Khi nào đấy sếp? Sếp ơi đây là khi nào đấy sếp? Không, hồi nãy chỉnh sai chiến thuật anh em à. Anh em thấy không, lưu cái đội hình mà bây giờ thoát ra còn lâu quá nè, thấy không? Là biết đang lắc như thế nào đấy. Nó quá này mà nè, chỉnh lại rồi. Hồi nãy tôi chỉnh sai sao anh Lim cứ di chuyển về ở giữa sân. Cái này hiểu không? Nó hơi khó đá. Rồi nha, tôi thay Kevin bằng Mbappé đi nha. Không đủ lương à. Không đủ lương thì bây giờ chúng ta sẽ đây Beckham. Neves đá cánh, đây. Kulit đây. Seva. Quả này không đủ lương, nó tính qua lương lại cái nhá. Không đủ lương thì chúng ta sẽ cho Rudiger vào đi. Thay Ferdinand. Ok.
thích uống bồ hút, gặp thích uống nước suối mà nãy giờ không có nước nè. Hết rồi chứ? Em Khôi Melbourne đã cứu lon nước 10.000 cảm đồng. Cảm ơn em Khôi. Tân Vương FC Pro Master, tân MVP chung kết, kẻ hủy diệt cây kia mang tên Lê Anh Tuấn ơi. Ai? Em mới vào Discord mà thấy cái râu cộng 1.000 fan quá. Mà anh em mình là người một nhà nhỉ. Em muốn có tí râu pro gamer cho tình cảm anh em khăng khít hơn dấu bé ba. Em muốn tăng kích nhân như nào? Mình khích kịch luôn được không? Mình khích kịch luôn được không? Anh gặp con quả này thích uống bồ hút nè. Phải có gì đó tỉnh táo là một tí. Em thích khích kịch luôn không? Ủa mà bây giờ em mới vào quá hả? Khôi ơi, em đối xử với anh tàn nhẫn thế Khôi. Xem hộ tôi mùa nào tôi gửi. Ui, tôi lỡ vào game rồi. Rồi sếp ơi. Một tí nha. Nè, từ từ đá trên này nghiêm túc tí anh em nha. Đá trên này nghiêm túc, lâu lâu rồi đá nghiêm túc trận đi. Đá nghiêm túc nha. Em cho tôi xin phép nghiêm túc trận nha. Chỉ một vào một thôi. Chuyện là tôi bắt ấy, chuyện về đi. Ok. Con vợ này cầm banh lắm thế nhở. Thích uống bò hút mà tỉnh táo lên xuống lên. Tự tin lên bạn ơi. Tự tin lên bạn ơi. Ui nó quýnh kìa, nó quýnh sau lưng kìa. Trọng tài. Trọng tài ơi. Hết rồi chứ. Em Khôi Melbourne đã cứu lon nước 10.000. Cảm ơn em Khôi. Em tưởng vào rồi mà hóa ra chưa vào tân MVP chung kết FC Pro Master ạ. À. Lỗi em. Lỗi em luôn mà. Em ác với tôi lắm. Tụi người ta tạo ra hôm bữa giờ để cho mọi người vào rồi. Phải có một cái lý do nào đó để thứ tha lỗi lầm này đấy Khôi. Lý do nào để mà thứ tha lỗi lầm này của em. Ê, nó chạy luôn ấy. Rồi, để nghiêm túc chuyện này cái nha. Nghiêm túc chuyện này cái quên nó quên là chúng ta phải chuyện này đá nghiêm túc mà. Nghiêm dữ chưa? Ui! Ghê quá bóng mực như thế rồi mà. À, kỹ năng phòng thủ là pha này nè anh em. Kỹ năng phòng thủ là pha này nè. Kỹ năng phòng thủ anh em thấy chưa? Dù đội bạn nó đối diện GK nhưng mà chúng ta phải thể hiện khả năng phòng thủ liền. Mấy quả đi dù lùi kiểu những xe anh. Không có khi những xe mà có khi là ghê bằng cừng nữa. Quan trọng là tùy tình huống đấy. Tùy tình huống em phán đoán là đội bạn sẽ áp vào như nào. Và em sẽ lựa chọn cái cách để mà thoát giải. Nice. Trời ơi lực phản. Tôi bấm suốt mức từ xa rồi đó nhưng mà nó delay tới đằng kia luôn ghê thiệt. Đá một trận cho mượt một tí được không? Mượt một tí thôi, đá nghiêm túc một tí được không? Ủa Khôi ơi, em đang dẫn đầu đồng bảo à Khôi? Sao em có thể xem xịn sọt thế? Ghê bằng cần là ghê chay à anh. Ờ đúng rồi, ghê chay đấy. Hết rồi chứ. Dấu tên đã cứu lon nước 10.000 đồng. Cảm ơn dấu tên. Ủa? Cảm ơn dấu tên nha. Không thấy nói gì luôn mà. Official has indicated at least 2 minutes of added time.
Hết hồn chứ. Em Khôi Melbourne đã cứu lò nước 10.000 đồng. Cảm ơn em Khôi. Hát như cực mà cứ hát thôi. Ý em là hát hay đến mức mà tim cật của em cũng phải rơi nước mắt vì xúc động. Em sắp chạm một củ một tuần rồi đấy. Bỏ hơi xa các ứng viên còn lại. Mà tôi nghe cái câu đọc của nhà Khôi nha, Khôi. Mở cái gì vậy bạn? Bạn bỏ tôi luôn à? Bạn không đợi tôi à? Còn nó trẻ, anh em thấy rõ không? Bị lắc lắm. Mà lay vãi nồi luôn kìa thấy không? Có nó chi kìa. Có nó... Ô luôn. Má, mình cũng đang muốn đá lắm mà. Có thể bạn không biết chatbot chung kết đã tiên tri nhiều thứ hả? Ghê vậy? Lát quá mở kèo sự kiện à, mở kèo sự kiện anh em thích bây giờ luôn à? Hay là... Quan trọng là sếp tôi chọn, quan trọng là sếp tôi chọn bây giờ hay là sáng mai? Sếp ơi, sếp đâu rồi? Không, chuyện này không biết thua được. Đá đàng hoàng ơi. Cú đồng vãi trưởng nha. Cú đồng vãi trưởng nha. Mở bùng nổ biết đâu mai theo sự kiện mở. Ồ nha, cũng được đấy chứ nhờ. Nếu mà như vậy anh em thấy đúng thì anh em cho xin một like đi anh em. Cho xin một like một sub đi. Và việc ngay đó mà. Server. Không kịp tới server luôn đấy chứ. Tại anh em biết sao không? Khi mà cái mạng nó bị giật ấy, khi mà cái mạng nó bị giật ấy, cái lô đá của tôi nó sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều, bởi vì tôi là một người đá cái xin á, tôi sẽ không cái xin được. Nên anh em có thể xem là nó sẽ hơi lằng tà là hoàng tí đấy mà. Ui, vịt vị kìa. Vịt kêu. Ủa, đang quề mà sao đá cho bánh ẩu rồi ta? Đang quề mà, chưa thắng. Ok. Lượm. Anh tống lại một vòng sự kiện xong rồi đập ba lắc lên. Lên đau quất. Phần 99% chất tốt của Google là win đều. Trận chung kết đâu có quả chất tốt đâu. Chị Nhung kết hôm đó đâu có quả chất tốt đâu anh em. Chất tốt là dành cho trận bán kết mà. Ok, lên xe anh em ơi, lên xe. Ê, một cái, chạy lên. Chạy nữa nè. Ghê một cái. Không kịp cái đúc cái giò vô mà.
Hết hồi trước. Em Khôi Melbourne đã cứu lon nước 10.000 đồng. Kèo vẫn là top donate thì có cờ lê ba kênh của ba thành viên Tân Vương FC Pro Master đúng không? Tân MVP chung kết FC Pro Master Pro Djokovic hay còn gọi là Lê Anh Tuấn. Sao em Khôi của tôi hôm nay nó ngọt ngào thế nhỉ? Có thể anh em có thể cho tôi biết cái lý do này không anh em? Sao em Khôi của tôi hôm nay nó ngọt ngào thế nhỉ? Ngọt ngào điên luôn đấy. Ngày nào nó cũng như vậy thì phải là gì đấy luôn đấy nhỉ? Hôm nay em vui rồi Khôi. Làm vài trận nó lên top 10 gang rồi, lên top 10 gang rồi. Ok. Vẫn đang một chuỗi bất bại liên tiếp anh em à. Có gì ăn nó bụng quá. Chút nó cũng được. Chưa, còn đang live mà. Ý là nó chút nữa mà, đang hỏi cái gì ăn không mà. Đó, gà đông cũng lâu mà. Ờ. À. Mì nó cũng được. Chuyện này ra chúng ta trải nghiệm như chuyện này bây giờ như nào ta? Chuyện này là sẽ là đưa con vợ nào mới mới vào đá đi nhờ. Mà sao tôi mê anh Lim với anh cậu Gulit quá, tôi không thay được cặp này đấy chứ. Có cả tôi mê cặp này vãi nồi luôn á. Chuyện này phải đưa một tí tốc độ vào, một tí tốc độ vào thì ra get bell. Ra get bell. Ok. Liên 22TS lại ta. Liên 22TS lại. Hết hồi trước. Em Khôi Melbourne đã cứu lon nước 10.000 đồng. Cảm ơn em Khôi. Em vẫn vậy mà, vẫn luôn một lòng trung thành với Pro Gamer dù có lên voi xuống chó, dù có thất bại đau đớn nhưng em vẫn mãi tự hào vì là một Pro Gamer con. Luôn luôn hạnh phúc và tự hào là một Djokovic Junior. Junior nữa hả? Nhưng mà bây giờ tôi đang tính đổi qua tên mới em Khôi, em thấy được không Khôi? Anh em thấy được không? Hello nhân quý nha, hello anh em mới vô nha. Anh Lim 22TS à, nhưng mà anh Lim CC là anh Lim duy nhất của server rồi, chúng ta phải đắc quả anh Lim chứ, còn anh Lim 22TS tôi thấy nhiều anh em có rồi mà. Cái quả anh Lim 22TS cộng 8 mà nhiều anh em có lắm luôn đấy chứ, còn anh Lim CC mới là duy nhất và độc nè. Việt vị đây nha, người này mà đã hơi nhanh tôi nghi việt vị. Ui nó đông phải trưởng. Ủa hồi nãy thấy con vợ là chính là hình cao cao mà sao nhìn thủ đông thế nhờ. Chắc có chiến thực thủ quá. Thủ đông điên luôn đó chứ. À công ba hậu vệ còn thủ là sẽ là thủ đông hậu vệ. Ai chà được đấy chứ. Được. Còn thua trước một trái luôn rồi kìa, ghê nhờ. Để nguyên đi anh hả? Là để tên nguyên hả em? Lắc kìa, coi lắc không bấm qua được luôn kìa. Ác vậy. Hết rồi trước. Em Khôi Melbourne đã cứu lon nước 10.000 đồng. Em Ui. Nghĩ là anh Lê Anh Tuấn nên giữ nguyên tên Djokovic. Why? Vì cái tên đó đã cùng anh vượt qua bao thăng trầm, từ những trận thua cay đắng, được đồng đội gánh gãy cột sống đến những lúc hào quang là MVP chung kết.
Kẻ săn bàn vĩ đại đã một tay đưa pro gamer đến với các chức vô địch trong và ngoài nước. Cuộc sống vẫn có một cái điểm khuyết ở trong nhà Khôi nha. Nhưng mà không, thật sự nếu mà nói cái quả tên này nó cũng khó đổi anh em à, cũng khó đổi. Bởi vì nhiều lần cũng nghĩ tới đổi tên rồi, nhưng mà bây giờ cái tên này nó đã đi theo mình từ mấy năm đấy. Nên nó cũng khó đổi. Thua trận này trừ một súp à. Vậy còn thắng trận này là phải được thưởng gì chứ đúng không? Thắng trận này cho thưởng một cái gì đó đi, để cho động lực lên tí nè. Động lực lên đấy fan con vợ này. Ui, đồng vải trưởng. Em nghĩ anh nên đổi tên Tab theo STV Zukovic hả? STV Zukovic. Trường hợp đó có thể xảy ra không? Trường hợp đó liệu có thể xảy ra không anh em? Bóng đá luôn đầy gãy bất ngờ mà nhờ. Ôi từ từ, nhưng mà fan bất ngờ đi. Từ từ, tôi fan con vợ này, cái má nó fan tôi hai cái rồi. Tôi fan nó 1 cái để game on. Quá nhờ. Không quá đi. Ok. Momo Zukovic. Substitution taking place. Sao cái trong chim anh à, không có quả đây là cái quả này ship tôi, ship bưu lại giùm tôi đấy, có hàng ở dưới là ship đấy, rồi tôi vào tôi sắp vị trí thôi, còn đó là chụp hình mà. Ủa cái gì nữa vậy? Trời ơi má nó đá giật giật màn hình kìa, giật màn hình kìa. Từ 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 từ. Để bấm màn hình nhỏ lên nhá. Má giật ghê vậy. Ok. Trước. Nguyên dâu đã cứu lon nước 10.000 đồng. Nay con vợ này đá sao sao ấy, chả còn tí lửa nào. Ừ. Hôm nay nó hơi lắc Nguyên ơi, hôm nay nó hơi bị giật màn hình quá. Nè ghê ghê, bóng EC không nhận luôn mà. Ấy, ghê EC không nhận, lắc quá. Giật giật màn hình hoài à, nó hơi lệch nhịp tí anh em à. Lắc vãi trưởng luôn đấy. Đau tay quá. Háp xét vào không vào luôn chứ. Hết hồn chưa? Hết hồn chưa? Chụp luôn mà.
Sao không phải STV Dugan? Em Khôi Melbourne đã cảm ơn em Khôi 10.000 đồng. Tân MVP chung kết FC Pro Master ơi, em nghĩ là anh nên đổi tên thành anh Tuấn Sài Gòn, nghe phát là biết anh em mình là anh em ruột luôn. Nhưng mà cái tên nó dài quá, anh Tuấn SG được không? Hay là Tuấn Lê SG được không? Tuấn Lê nhá. Mình nói thêm chữ SG vào nha. Chứ quả kia dài quá, mình chỉ tắt tí đi. Cái gì nữa vậy? Chắc đang bị chụp hình quá. Phải không ta? Ủa sao Khôi em bị em bấm đừng có viết hoa Khôi ơi, em biết hoa em bị xóa cái gì đấy. Người ta đánh bỏ tôi mới mua mấy cái quả weekend đi thì nó không bị. Dạ. Má nó làm cái gì á? Ghê, sao trên tay cầm bấm sao vậy? Thì do em cài đặt nút ấy, em cài đặt nút, lúc nào là nút E, lúc nào là nút C là em sẽ bấm hai nút đó cùng một lúc là nó sẽ ra cái nhịp EC. Và khi đó và cần nút là em sẽ đi hướng nào và hướng đó. Sức bắt bài không thục nữa chứ, mà em mẻo chán quá nè. Mà múa luôn kìa, múa luôn kìa. Thấy ghét chưa, thấy ghét chưa. Múa nè, nè. Múa nè, múa nè. Múa đi, múa nữa đi. Vậy mà múa đi. Nguyên Dâu đã cứu lon nước 10.000 đồng. Mạng lát như này nhiều y tiêu cực bảo là handicap gì gì á. À, nãy giờ đâu có bảo handicap đâu. Nãy giờ mình nói là mạng nó lắc thì mình nó không đúng như mình hay đá đâu mà. Đó đấy anh em thấy không? Tôi chuyển cái qua đó cho clip đâu mà. Nhưng mà gỡ rồi. Ủa? Vãi rồi. Cái gì vậy? Vãi nồi chưa? Thôi thôi đừng giật nữa, đừng giật nữa, làm ơn đừng giật. Cho đá cho bạn này đi, đừng giật nữa. Cho đá cho bạn này đi mà. Cho đá cho bạn này đi mà, đừng giật nữa, đừng giật. Tôi xin đấy, đừng giật nữa, cho đá cho bạn một trái thôi. Đừng giật nữa. Come on. Vậy mà múa đi. Quả là nhà bố Win vĩ đại nhất. Đâu tôi bố Win sao mà nhiều chứ, tôi có bố Win nhiều đâu. Tôi tự làm tự ăn không đấy chứ, nói gì kỳ vậy. Phải có làm có ăn nè. Chạy nữa đi, chạy nữa đi. Lắc do game anh ơi, em cũng bị. À thế vậy, như vậy à, nhưng mà nhiều anh em đã có bị gì không? Tôi đã bị lắc vãi nồi luôn á chứ.
Đông quá nhỉ. Ghê vãi nồi. Chọt chọt đi, chọt đi. Thế còn trước. Em Khôi Melbourne đã cứu lò nước 10.000 đồng. Cảm ơn em Khôi. Bạn Son bảo anh thua lý do với bú Win khiến em rất bức xúc anh ạ. À. Rõ ràng mình là sắp là tân vương FC Pro Master với tên Son MVP. Son ơi, em thấy chưa Son? Rồi mà vẫn kêu bú Win được. Son. Tất cả trận thua của anh tôi đều là vì các lý do khách quan nhé. Anh tôi kỹ năng với đẳng cấp số 1 Epco trái đất. Trái đất. Trái đất là cái dây. Trái đất là thế giới luôn á hả? Son nghe gì chưa Son? Bấm sút mà gà, bấm sút không gà nút sút luôn mà. Tôi bấm sút, trời ơi. Tôi nóng quá rồi mấy ông ơi. Ông mà điên lắm rồi đấy. Nghe nói thì còn FPV khi nào muốn gặp Senior hay là tối mai anh? Là sao ta? Tối mai đó cái giải giữa mấy bé già đó với lại mấy bé trẻ đấy. Đỡ đi. Hồi nãy nè 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 múa nữa đi. Ui đang chụp ai vậy ta? Vẫn là xa à? Vẫn là xa chụp khỏi nói rồi. Bestseller nhưng mà chịu xong hỏi quả này má nó gì quên rồi đấy. Đổi bài anh em ơi, đổi bài nha, đổi bài, đổi bài, đổi bài, đổi bài anh em ơi. Không vào luôn mà. Penasa BTB cộng 8 mà chụp ghê vãi nồi. Nếu không là cho con vợ Sòn hiểu vấn đề trận đấu này rồi đó. Hiểu vấn đề liền rồi. Nói ai, nói ai. Ok. Ok, ok, tạt đi. Đi xuống đúng không? Ok, ok, ok. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, xì xìa. Tưởng anh là tình đang trẻ đấy, anh đã hay quá. Cảm ơn Nguyên nha, cảm ơn em. Hai cái đó đều đúng mà. Hai cái đó đều đúng mà Nguyên. Ừ. Trời ơi, nó lắc phải chữ luôn đi mà. Dạ không dám ý kiến anh Sòn ơi, em không dám ý kiến anh Sòn. Anh Sòn nha, bây giờ anh Sòn hư lắm nha. Cái gì mà gì vậy? Cái gì vậy trời? Sao em biết trước vậy? Ủa bên này là của bên này đây nè. Uê. Mạng Sài Gòn lắc hay là toàn server lắc vậy? Anh em giải thích giùm tôi ý. Trời. Nghe cái ngực kìa. Đúng hướng rồi không chụp luôn mà lại thua bên. Lại thua bên mấy ông ơi, tôi điên lắm rồi. Cạn nước mắt chưa? À nhiều người bị à. Hèn gì sao hôm nay mà nó cứ lắc quá mà. Nãy giờ thua đấy, nãy giờ thua bao nhiêu trận bên rồi nhờ? Còn thua bên không đấy? Xem cái nhá. Nếu toàn thua Ben không đấy. Này thua Ben không nè, thấy không? Thôi bây giờ nè. Làm một pha lạnh lùng luôn. Thua một trận nữa, tắt sim. Dù thua bất kỳ cách nào, thua một trận nữa, tắt sim, không đá nữa. Ok không? Chỉnh qua chiến thuật chuẩn lại luôn. Dựng lên rồi, thua một trận nữa, tắt sim. Đấy, như nào? Tôi sẽ đưa cụ xuống đây. Tôi sẽ đưa cụ xuống đây và là Seva. Thiếu một lương đúng không? Thiếu một lương thì là ai nhờ?
Thêm một lượt người ta đưa ACN đi. ACN vào đây đá đi. Ok. Thôi một trận nữa, up chim luôn anh em được không? Một trận thôi nhá. Thua một trận bất kỳ. Ớt sạch chim ngày hôm nay. Gặp ai thế nhờ? À, nãy thua 2-0 gỡ hai điều hay quá rồi mà bị thua ben nha, đau ha. Từ rồi bây giờ đá lại full màn hình có còn bị không nha. Với lại một hồi tôi hay đá full màn hình đấy nên hôm nay đá cái cửa sổ nó hơi khó nhìn anh em à. Ok đi thôi. Trời ơi. Thua một trận up slide chim như nào? Ok. Vì vậy nói chung là giờ này thua do yếu tố ngoại cảnh là chính đúng không anh? Khổ thân anh, giải nghệ đi. Đấy, anh em nhìn cũng đã lắc rồi thấy không? Sòn nhìn cũng đã lắc rồi mà thấy không? Tôi giải nghệ rồi, ai là người chia góp niềm vui cho mấy ông? Nhưng mà thật sự tôi chưa giải nghệ được, chưa ai đủ sức thay thế tôi mà, chưa ai đủ sức thay thế tôi sao tôi giải nghệ? Cho gáy tí đi. Giải này, giải nghệ với chúng tôi này. Anh chơi tay cầm gì á? Ở đây, đây. Giải với chúng tôi này. Thôi em ngủ đây, ở Úc lúc 2 giờ sáng rồi. Ủa em bên Úc à? Đúng rồi, quên tôi quên mất, đúng rồi Khôi ơi. Ok, chúc em ngủ ngon Khôi nha. Gửi chữa bệnh ở đâu? Gửi ở bên Momo em ơi, nhưng mà hôm nay không có chữa bệnh. Hôm nay không có chữa bệnh, qua tuần anh em, qua tuần mới mở cửa bệnh viện lại nha anh em nha. Tuần này nhiều việc lắm, nó không có chữa bệnh được. Sao không chơi tay cầm bên 5m nữa? À tay cầm bên 5m tôi cho anh em tôi nó mượn rồi. Tôi đá tay này tạm đấy. Tôi cho em tôi nó mượn rồi. Ui. Gì vậy? Ui sút ra ngoài luôn kìa. Em
Em Khôi ơi, anh là người sống có tình cảm mà, em sao vậy Khôi? Anh sống nó có tình cảm mà. Em có chúc anh gì đêm nay không? Hôm nay anh buồn Khôi. Ha, sút cái quả bóng mà nhìn nó lực, nó giật cái bóng luôn chứ. Mà không sao, hồi nãy giờ đá lâu đá hơi chậm, hơi sai anh em. Khi mà mình lắc á, mình phải đá nhanh lên. Nhanh cực kỳ luôn. Là như là cứ mặc định là đá như vậy, không cần phải hack não đầu bạn luôn. Tôi quên mất. Lắc là chúng ta phải đá full chi. Được không? Đá dùng tay nhanh. Mà nó chưa đây. Tay cầm B5 có mấy loại à? Hình như B5S hình như có một loại chứ, như tôi mua cái tay màu trắng đấy. Tôi mua cái tay quả tay màu trắng đấy. Có hai loại à, bản thường à. À tôi có, tôi là cái quả, chắc tôi là bản thường quá, tôi là cái tay màu trắng đời đầu ấy. Mà tôi thấy cái tay đó cũng đẹp mà. Tay đẹp vãi đấy chứ. Muốn chỉnh đèn như nào chỉnh luôn mà. Ý anh là mình phải chơi một Enemon. Enemon là sao thế nhỉ? Là sao Sòn? Không hiểu ấy, Sòn ơi, nó chi tiết được không? Ok. Ớp chưa? Sao vậy Tâm ơi? Có chuyện gì thế Tâm? Chưa? Thua một trận nó mới ớp mà. Bây giờ tôi đá là thua một trận nữa tôi sẽ ớt chim, được chưa? Ok. Ok. Semimu nó bảo là có loại Bluetooth với loại không có là sao vậy anh? À cái loại Bluetooth là cái loại mà hình như là cái loại đó là loại đời sau đấy. Còn loại của tôi là loại đầu, nó bằng dây mà. Anh ơi, CC ở lòng FC của Master sắp tới có tính gì? Sweat Lay Sniper hả? Cứ tưởng là tôi có tính Sniper không đó. Tôi tưởng là nó Sniper. Hình như có mùa 23H. Hình như có mùa đó đấy, có mùa đó mà. Nhưng mà quan trọng là mức thẻ và cộng cao. Chưa có lực cộng mức thẻ anh em ơi. Có lực mức thẻ CC sắp tới tôi sẽ chia sẻ cho mọi người nhé. Hello Khanh Phạm nha, hello em. Ui giật 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 giật. Thôi, biết rồi, đừng giật nữa. Giật quá. Mua về mình có cần tải gì không? Không, mua về mình phải tải Ducinet ấy, mình phải tải Ducinet thôi, nó bị loạn nút anh em. Cái quả BS5 nó hơi bị dễ loạn nút nha. Tôi cũng cảm nhận, tôi thấy chơi mấy lần mà mình chỉnh nút đúng rồi nhưng mà vào nó vẫn bị loạn nút. Mình phải tải cái Ducinet về.
Có tài thu xịt. Ê, 7 phút nhân ơi, 7 sai đấy. Anh sai đấy. Văn tài văn tu 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 tu. Vậy bao giờ anh muốn hơi hàng thế 23? Ủa gì vậy? Ủa sao cho anh không gì vậy? Nhạc bị sao vậy ta? Vãi nồi. Không việc vị nè. Một game. Isuyo đó cánh được không? Anh tính làm Isuyo Nefet. Isuyo nó cánh được mà. Isuyo là cầu thủ đa năng, có thể đá được tất cả vị trí luôn ấy. Em nói Isuyo có thể đá được tất cả vị trí luôn đấy. Ui, quên. Ừ thôi, lỡ vào rồi. Làm một game nó up mọi người ơi. Một game nó nhá, nếu mà thua thì up. Còn không thua thì không nó rồi, thì nào thua mới sủi mà, không thua sao được sủi đúng không? Thì nào thua mới sủi. Yo. Chắc tới sáng mai hả? Thôi hôm nay mạng mẽ như thế này nó không ổn định. Mạng mẽ nó không ổn định anh em à. Nó chứ cũng khó lắm. Nó phải ổn định thì mới được. Cristiano Ronaldo Maedo. Anh em nào mới vô cho xin một like một sub cả nhà nha. Cảm ơn mọi người. Cho xin một like một sub đi, sắp 9k rồi. Ủa mà nãy giờ đã hôm nay lắc quá, nãy giờ đã cũng là phần là thu bên mà. Nhưng mà bình thường tôi đã ít, tôi đã theo dạng là sao ta? Bây giờ tôi đã bên cái cảm giác cái cơ giác tôi đã bên bây giờ nó hơi bị sao quá hay thu bên quá. Chắc phải luyện bên lại anh em à. Bây giờ thu bên nhiều. Đã bên xếp hạng mà thu mít luôn mà. Chả lẽ nào. Mình sắp đi quốc tế rồi, chúng ta phải luyện cái quả bên lại, khả năng đi đấu quốc tế gặp vô bên nhiều đấy. Mấy con bầu quốc tế thủ tốt mà. Ui. KTXUS. Ok. Bài cũ. Bấm vào tiếng ngoài. Bắt qua tiếng ngoài trước. Ok, qua tiếng ngoài trước. Làm gì làm đi, làm gì làm đi. Ok, áp sát lại anh em ạ. Áp sát. Ây da.
Ê, ê. Trong team có một thằng cộng 4 thì boost color đồng là cộng bao nhiêu? Hình như cộng 3 đấy. Theo tôi nhớ hình như có color đồng cộng 3. Ủa lúc Google chung kết là do Google tự tin quá hay là không ngờ bên kia hay quá mà để thua vậy? À không, nó tự tin thì team tôi cũng tự tin, tự tin khi nào team tôi thi đấu cũng sẽ tự tin anh em. Nhưng mà cái quả đó, hôm trước thua là một phần là họ hay, một phần là họ hay đó anh em, và một phần nhiều thứ nó không may mắn thuộc về team tôi á mà. Chứ thực ra lúc nào team tôi đá cũng bước tự tin anh em yên tâm, dù đá với lại bất kỳ ai luôn mà. Tự tin là thứ chúng ta có trước tiên, trước khi chúng ta mà muốn làm nên một cái gì đó phải tự tin lên. Ở trên ba độ. thì đương nhiên rồi, nhưng mà nó phần phải nói đúng là phải có trình độ thì may mắn mới song hành anh em ơi, thật sự. Phần cũng đã cũng phải có trình độ thì mới may mắn lên thì mới làm nên chuyện được mà. Và họ T4M là đội bóng có trình độ mà. Hôm đó như tôi cũng thua một trận Ben nữa đó, hôm đó tôi cũng thua trận Ben nữa đấy, quá trời cơ hội mà đá không vào được, với thua trận Ben luôn, đau điếng mà. Nghe anh nói cũng tin tin vô gờ à. Thật sự là nếu mà nói thật với anh em, cũng chia sẻ với anh em, cũng chắc anh em cũng nghe nhiều mà. Em tôi là ra quốc tế là khao khát cái chiếc vô địch quốc tế lắm anh em, mà giải hôm bữa cũng rất là khao khát. Nhưng mà thật sự là nếu mà nói thì lại là nếu mà khao khát thì lại vô được cái cúp quốc tế nhiều hơn, là nên chắc có lẽ giải sắp tới sẽ là có nhiều sự cải tổ trong team tôi đấy, để không có những sai lầm xảy ra như hôm bữa nữa. Hôm bữa có quả sai lầm, hay có bữa có sai lầm ý, không có trình độ đồ nên xui là sao? Trình độ là trình gì nữa Sòn? Hồi nãy giờ em sao đấy, hôm nay em sao vậy? Trình độ là trình gì? Hello Hà nha. Trời ơi, con vợ Hà nó kêu tôi bé sĩ béo, mà trong khi con vợ Hà ở đâu có thua tôi bao nhiêu đâu ta. Ê, cải tổ đầu tiên STV chặt đầu cường hả? Tôi nghĩ NTC cũng khó về đấy. Tôi nghĩ NTC khó về team STV đấy. Tại vì thật sự tôi cũng biết là cái tham vọng của STV như nào mà. Tôi biết tham vọng của STV như nào mà. Và NTC thì ảnh lại muốn làm một cái team team riêng, thành lập một team riêng. Đi lên. Giống như dạng là hai người khác cái ý tưởng của nhau, khác ý tưởng với nhau đấy. Hết rồi chứ?
Nghĩa đã cứu lò nước 10.000 đồng. Cảm ơn Nghĩa. Anh cho em hỏi, em đá 1 ST 1 CF thằng thuận chân trái thằng thuận chân phải thì xếp bên nào? Em hay đá quan trọng là em có hay sút, em hay sút như nào đấy. Em hay sút dắt đây hay là em sút đây thường. Lúc đó mới biết sắp vị trí mới dễ. Quan trọng là cái đau lối đá của mình thôi. Phải làm tí tài trợ từ TC Food à ha. Hôm bữa thật sự hôm bữa anh TC có mời tôi ăn thử cái quả TC Food anh em. Cái quả đó ăn ngon đấy chứ. Anh em nào mà ở nhà có thể ủng hộ ảnh. Kiếm tiền cưới vợ, cái quả đó ăn ngon đấy anh em. Ông nào ăn chén thì gửi qua tôi. Ông nào ăn thấy dở gửi qua tôi nhé. Ê ê ê. Anh Hiếu Hakumen cũng lập team hay sao đấy? À, khả năng tôi nghĩ là anh Hiếu Hakumen không đá giải nữa đấy anh em. Một phần bây giờ lớp trẻ lên quá, nhưng là một phần cái chắc ảnh đi theo xu hướng là huấn luyện viên. Mỗi người chọn một cái hướng đi thôi anh em. Bác sĩ này mà món nặng không ngon. À, có món ngon mà món ngon vừa, ngon lắm thôi nha, nhiều lắm nha. Meta này Gio có ao không ạ? Ôi chết tôi rồi. Chết tôi rồi. Hình như là đấy, hình như đúng cái chỉ tiêu rồi đấy, thua một trận nữa, thua một trận là. Ê, ê. Ui vãi nồi đánh rồi. Hay chưa? Sao cắt được hay vậy? Ok. Ok. Cái này là tôi không có đố bạn nha. Cái này là tôi không có đố bạn nha anh em nha. Ok, cũng kết thúc buổi chiều ở đây anh em ơi. Hẹn mọi người ngày mai gặp lại làm quả xong sự kiện mới anh em nhé. Bye bye mọi người.